Rồi, chào anh em, chào tất cả anh em trở lại kênh của mình nha. Nói chung là mùa dịch này mà bán thì không có gì anh em, chủ yếu là mình lên cái này lên chủ yếu cho mình giao lưu với anh em, với cho cái kênh mình nó phong phú thôi anh em, chứ không có buôn bán gì bao nhiêu đâu. Chúng mình lên vài máy này nào cho anh em tham khảo, anh em thấy vừa ý cái máy nào thì alo mình, còn còn hả anh em không phù hợp ấy, thì anh em xem tôi vui thôi anh em, chứ không có gì anh em. Nói chung là nếu anh em có cho một mình mà một like chia sẻ này nọ là mình nói chung là cảm ơn anh em rất nhiều rồi. Còn với mua không mua thì cái đó cũng là, anh em mình cũng vui vẻ thôi nha, không có gì đâu. Rồi mình vô luôn nghe nè, có mấy cái máy anh em đây. Đầu tiên là một cây nhám đây nè, đây cái nhám, nó có bánh xe gì nè anh em, xe này nè, à, lúc lắc cái này xiết lại là nó hết, này không có lao chùi hết trơn anh em, cây này mới nha, mình thấy giờ chứ còn mới nè, lao qua cái là mới chát luôn á, điện 100V, 0,6A anh em, 0,6A, đấy, đây nhám, đánh nhám đánh bóng gì nè anh em, đấy. Cái này nó nhấn nút trở lại nó chạy anh em. Đấy. Rồi. Để lâu quá nó hơi rít cái gì rồi. Để cái này mình tháo ra mình xem lại cho anh em ơi. Cái này để mình tháo ra xem lại nha. Cái này bỏ đi, để lâu quá khô đạn, khô nhớt, khô dầu, khô mỡ gì rồi. Cái này nó khô dầu, khô mỡ gì rồi nè. Khi nó chạy là thấy nó chạy rồi đó. Cái này để mình tháo ra mình xử lý nó lại cái. Thôi cái này bỏ đi, để đây mình tháo ra mình vô dầu, vô vào xem thang đồ loại là nó ok, nó chạy rồi, chủ yếu là máy nó sống rồi đó. Đây cây bụi bẩm không à, đây cây nhám này nghe anh em, cây nhám này tưởng tượng như nhám băng luôn đó anh em. Đây lăn, có lăn nè, lăn đây, đây về là anh em bẫy rồi đấy. Đấy hình thức cái này ok nghe anh em, cái này chạy không, hay để mà chạy. Đấy. Đấy nè. Đấy. Lật lên. Mình nắm đâu. Còn nếu chạy rồi đây. Quá ok nghe nè. Rồi cái này công sức. Rồi xem trước gì công sức của nó không còn thấy nữa nè. Rồi. Cái này cái tem nó công sức không thấy. Cái này có nước hết sức rồi chứ công sức không thấy. Rồi. Cây đó là cây số 1 hư rồi, thôi cây này mình cây số 2 đi nha. Để rồi lá cây số 1 này một cây nó lộn, cây số cây đó hư, cây đó mình để mình xem lại mới bán nha, cây này mình không bán đâu nha. Chứ giờ nó như nó vậy làm sao bán. Xem là chạy ngon lành mới bán chứ. Vậy để đó đi. Đây, cây số 2 500 này nè. Năm xị nha. Nói chung cái hàng này hàng thuộc về hàng hiếm nha, ít gặp lắm nha. Chung anh em muốn trà nhám thì nhà trà gì trà, còn anh em muốn là trà ba cái đồ nhỏ trà sắt không tiếp được, anh em lật lên rồi anh em cầm ống thì cứ ấy thôi, bình thường đấy. 2500 nha anh em. Cái số 3 đây,
Cây số 3 là một cây rút UV nè, mình lan can nha. Cây rút UV này phải nói nè, là mình móc ra thôi. Cái này là lúc trước mình có quay sơ cái rồi, có một anh dặn rồi mà giờ không biết ảnh ở đâu, không biết ảnh lạc rồi nè, lạc rồi giờ không biết là ảnh đâu. Ảnh có nếu mà ảnh có xem kênh này nè, ảnh có hôm nay ảnh có xem được thì anh alo liền nha, chứ giờ anh dặn rồi giờ cũng quên rồi, giờ cũng không biết sao, giờ ai mua mình bán thôi, chứ giờ cái vụ dặn đó là dặn một lẻ, biết anh có mua hay không. Nói chung anh em mình vui vẻ nhau đi, chứ anh nếu mà anh có xem thì anh mua thì ok, nó là quá tốt, mình cũng muốn đâu đó cho nó vui vẻ đôi bên chứ gì, mà sợ anh không có xem rồi này nọ không biết rồi người ta mua không lẽ mình không bán. Nói vậy anh em chung mình cũng không được đợt này thì còn đợt sau. Cái rút UV hiệu con tôm nè anh em, hiệu con tôm nha, hiệu con tôm là anh em biết rồi, mắc in ra băng ngon lành nha anh em, in ra băng nha, rồi công sức của nó hơi lem rồi đấy. Cái này thôi nói gì, quá mướt, phải nói là quá mướt luôn anh em. Đây nè, nè. Không có than thiết nha, không có lửa củi nha anh em, nhìn thấy không, không có lửa củi gì hết, quá ok. Cái này quá, nó là quá ok luôn em, thường tôm mới len ken luôn, nó chỉ có hơi nám hay tróc nước sơn này hai bên này à. Thì để là cái nào mà cọ ma sát dữ nhất thì nó tróc nhất dữ nhất đó, hai bên mép này nó thực gì ai cũng vậy, để vậy thì ma sát dữ nhất. Thuộc gì mấy chỗ này là bạc màu xương gió nhất. Cái chung thảo đồ mới thì mình lấy nó cũng hơi rác anh em, lấy giá nó cũng cao lắm chứ không có rẻ đâu nha anh em. Nói chung cái nào mới mà giá cao thấy mình thấy cũng dễ, cũng thích hơn anh em. Còn như ba đồ bể, đồ ấy rồi nọ rẻ chứ mình đâu thích đâu. Cái số 3 850 nha anh em, len can nha. Cái này 850 nha, cây số 3, chút UV đây. Cho anh em làm nhôm đây. Làm nhôm, làm kiềm chế. Tiếp theo là một cái cưa đây anh em. Đây. Một cái cưa. Động không đấy, cưa này lớn nè anh em, điện 100V, này 950W anh em, quá mạnh rồi. Lưỡi của nó từ 190 đến 203 liền anh em, 190 đến 203. Đây lưỡi từ 9 đến 2 tấc anh em, đây một gang mình nè, nó đang là lưỡi cắt gạch gì nè anh em, lưỡi cắt gạch cắt đá gì nè đấy. Cao thấp đồ có nha anh em, đây anh em, cao thấp có nha, đấy đây. Này bằng cái cây sắt này rất là chắc anh em, quá ok đấy. Đế rồi này nọ là cũng tạm được ha, đây có nghiêng ngang anh em, nghiêng ngang nhưng 45 độ cao thấp đồ có nha. Lâu ngày lục thấy đem ra tất 9 đến 2 tất lẻ 3 lần anh em. Mình tính này nó tất 9 đi, tất 9 2 tất đi. Đây. Anh em thấy cái độ cao nó mạnh không?
quá ok luôn em. Hồi luôn nó mạnh. Makita nghe anh em. Makita đấy. Không có lau chùi hết bụi bặm bạc màu xương gió. Em nói thuộc gì là giảm phong trần đi, cho nó phong trần đi. Tên vốn dùng chiến thuật. Cây số 4 cây số 4 cây này mình bán 550 thôi anh em, 550 hữu nghị với anh em luôn. Một tấc 9 550 anh em, anh em biết là bình thường là tấc 6 được được 125 mình cũng có 500 nó mấy, còn cỡ này mà mình bán giá giá này thì anh em biết độ cái này anh em mà chuyển khoản là cái này không là thôi rồi luôn. 70-80 ngàn nó cưa này bự mà anh em nặng nè, Makita nè, chỉ nổi luôn nè anh em, chỉ nổi Makita nè, tay cầm rồi này nó chắc chắn luôn nè anh em, đấy, đây, quá ok luôn, quá hợp lệ nha nè, đấy, rồi clip mình có mấy cái máy đó anh em, có 4 cái máy mà có 1 cái máy đầu tiên nó cũng hơi lợn cợn rồi, cái đó để mình kiểm tra lại nha. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì anh em alo mình. Còn anh em chưa phù hợp cái máy nào thì anh em xem cũng là mình rất là cảm ơn anh em rất nhiều thôi nha. Thôi chào anh em nha. Hẹn anh em lại clip sau.